Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 12 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng, và cuối cùng là giáo huấn vui. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quế Phương và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khen ngợi những tiến bộ đã đạt được ở Bộ Kinh tế. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các nhân viên của Bộ Kinh tế. Trong đó, Ngài khen ngợi những tiến bộ đã đạt được, nhưng cũng nhắc nhở rằng những gì đã thực hiện được không cho phép chúng ta nghĩ rằng con đường cải cách kinh tế đã kết thúc. Trái lại, nó chỉ mới bắt đầu. Đức Thánh Cha đã gặp các nhân viên của Bộ Kinh tế Vatican vào ngày 13 tháng 11. Sau đó, Ngài gửi cho họ một lá thư được công bố trong những ngày gần đây. Trong thư, Đức Thánh Cha nhận xét tình hình hiện nay so với trước đây đã có những tiến bộ. Vì thế, Ngài bày tỏ lòng biết ơn các nhân viên của Bộ Kinh tế đang thực hiện việc phục vụ tế nhị và phức tạp, cung cấp cho Tòa Thánh những công cụ nhằm bảo đảm tài sản của Tòa Thánh được dành cho sứ vụ, ngăn ngừa nguy cơ rơi vào sai lầm như đã xảy ra trước đây. Tuy nhiên, Ngài nhắc nhở, những gì đã thực hiện được không cho phép chúng ta nghĩ rằng con đường cải cách kinh tế đã kết thúc. Trái lại, nó chỉ mới bắt đầu. Bởi vậy, theo Ngài, cải cách không có nghĩa là thay đổi, chỉ để chứng tỏ rằng mọi việc phải được thực hiện khác với quá khứ. Thay đổi là đổi mới chức năng tương xứng với nhu cầu. Vì vậy, trong một số trường hợp cần triệt để, nhưng trong những trường hợp khác, đó là sự thích ứng với những gì đã tốt. Bên cạnh đó, tác động của những thay đổi phải được kiểm tra để có thể đưa ra những lựa chọn cần điều chỉnh. Lá thư được tiếp tục với những lời khuyên của Đức Thánh Cha, hình dung việc phục vụ như vai trò của cha mẹ đối với con cái, trung thành và thận trọng trong công việc được giao phó, không bỏ qua những sai trái, giả vờ như không thấy, can đảm để có thể đưa ra những chọn lựa có trách nhiệm. Vì thực tế là hàng năm, Tòa Thánh có những khoản thâm hụt đáng kể mà nguồn tài trợ thì có hạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo tồn di sản để bảo đảm các nguồn lực cần thiết tiếp tục cuộc hành trình cho những người đến sau chúng ta. Và Ngài kết luận, chúng ta phải chăm sóc tài sản của chúng ta khi chúng ta ở trong vị thế có thể cứu được nó, và chúng ta cũng phải đầu tư tài sản một cách cẩn thận với tinh thần đạo đức để thành quả quản lý được phân chia công bằng và mọi người có được những gì họ cần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không thể có hòa giải giữa tội phạm có tổ chức và tin mừng. Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến hội nghị kỷ niệm 30 năm cuộc tử đạo và 10 năm phong chân phước cho cha Pino Puglisi, người đã bị mafia giết ở thành phố Palermo của Ý. Ngài nhấn mạnh rằng, không thể có sự hòa giải giữa mọi tội phạm có tổ chức và tin mừng. Cha Pino Puglisi thuộc Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, dấn thân chống các tổ chức bất lương mafia bằng các hoạt động giáo dục và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha công khai phê bình các tổ chức mafia và nêu đích danh các tên trùm mafia ở địa phương. Các thủ lãnh mafia tại đây ghét hoạt động của cha với giới trẻ nên đã bắn chết cha vào ngày 15 tháng 9 năm 1993. Trong sứ điệp gửi đến hội nghị được tổ chức ở Roma vào thứ Ba 12 tháng 12 với tựa đề Tiếng nói của máu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cha Pino Puglisi là một linh mục tốt lành, một chứng nhân lòng thương xót của tình yêu Thiên Chúa, luôn muốn đưa đoàn chiên thoát khỏi nanh vuốt của mafia. Giáo hội sẽ không bao giờ mệt mỏi nhắc lại rằng những người đi theo con đường xấu như mafia không hiệp thông với Chúa, họ bị vạ tuyệt thông. Đức Thánh Cha viết, trong 30 năm qua, chứng tá tử đạo đổ máu của cha Puglisi đã thực sự trở thành hạt giống trổ sinh hoa trái, mang lại cho chúng ta nhiều công việc tốt lành và hòa bình. Và Ngài nói thêm, nhiều anh chị em của chúng ta vẫn chưa có được hòa bình này, như các anh chị em ở Ukraine, Israel và Palestine, vì thế cần phải cầu nguyện không mệt mỏi cho các anh chị em này. Có thể lưu trữ cho cốt người quá cố ở đâu? Câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức tin. Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời hai câu hỏi của Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna của Ý,
về việc liệu có thể giữ tro cốt người quá cố ở những nơi chung giống như hòm đựng hài cốt hay không, và liệu có thể giữ một phần nhỏ ở một nơi có ý nghĩa quan trọng đối với người đã khuất hay không. Câu trả lời cho cả hai trường hợp là được, với một số điều kiện như cần phải tránh bất kỳ sự hiểu lầm có tính phím thần, tôn giáo tự nhiên hay chủ nghĩa hư vô. Đức Hồng Y Giuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đệ trình những câu hỏi trên trong bối cảnh ngày càng có nhiều người chọn cách hòa táng những người thân yêu đã qua đời của mình và sau đó rải tro vào thiên nhiên. Các câu hỏi cũng được thúc đẩy bởi ước muốn là các lý do kinh tế, được đề nghị với chi phí thấp hơn của việc rải tro không phải là lý do chính. Và với mong muốn đưa ra những chỉ dẫn về nơi để tro cốt một khi cho hết thời hạn được bảo quản, với mục đích không chỉ đáp ứng yêu cầu của các thành viên trong gia đình, mà quan trọng hơn, theo lời loan báo của Kitô giáo về sự sống lại của thân xác và sự tôn trọng dành cho chúng. Câu hỏi thứ nhất, xét vì giáo luật cấm rải tro của người quá cố, liệu có thể chuẩn bị một nơi thánh thiêng được xác định và cố định lâu dài để thu chung lại và bảo quản tro của những người quá cố đã được rửa tội? Với dữ liệu cá nhân cơ bản của từng người, để tên của họ không bị lãng quên, tương tự như những hòm giữ hài cốt, nơi hài cốt đã trở thành khoáng vật của những người quá cố, được đặt vào bảo quản không? Câu hỏi thứ hai, liệu một gia đình có được phép giữ một phần tro cốt của một thành viên trong gia đình ở một nơi có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời của người đã khuất không? Trong một tài liệu được ký bởi Đức Hồng Y Tổng trưởng Victor Fernandez, được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào ngày 9 tháng 12, Bộ Giáo lý Đức Tin đã trả lời có thể trong hai câu hỏi trên. Trước hết, Bộ nhắc rằng, theo huấn thị Ad Resurgendum Cum Christo, sống lại với Đức Kitô, được ban hành vào năm 2016, tro cốt phải được lưu giữ ở một nơi linh thiêng, ví dụ như nghĩa trang, đất thánh, hay ở một nơi khu vực dành cho mục đích này, với điều kiện là nơi này được giáo quyền chỉ định. Những lý do cho sự lựa chọn này được đưa ra, đó là nhu cầu bảo đảm rằng người quá cố không bị loại trừ khỏi lời cầu nguyện và sự tưởng nhớ của gia đình họ và của cộng đồng Kitô giáo, và để tránh việc các Kitô hữu đã qua đời bị lãng quên hoặc hài cốt của họ không được tôn trọng, cũng như ngăn ngừa những thực hành không phù hợp hoặc mê tín. Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhắc lại rằng Đức Tin cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được sống lại với cùng một thân xác, thứ là vật chất, ngay cả khi vật chất đó sẽ được biến đổi, giải thoát khỏi những giới hạn của thế giới này. Theo nghĩa này, sự sống lại sẽ diễn ra trong xác thịt này mà chúng ta đang sống. Nhưng sự biến đổi này không ngụ ý sự phục hồi của các hạt vật chất giống hệt nhau đã từng hình thành nên cơ thể con người. Vì vậy, thân xác của người được sống lại không nhất thiết được tạo thành từ những yếu tố giống như trước khi chết. Vì đây không phải là việc hồi sinh đơn giản một xác chết, nên việc sống lại có thể diễn tả ngay cả khi cơ thể đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc bị phân tán. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao trong nhiều bình đựng cho cốt của những người quá cố được để cùng nhau mà không được đặt riêng biệt. Tiếp đến, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng tro của người quá cố đến từ những hài cốt vật chất vốn là một phần của cuộc hành trình lịch sử mà con người trải qua, đến mức giáo hội phải đặc biệt quan tâm và tôn sùng thánh tích của các thánh. Sự chú ý và tưởng nhớ này cũng khiến chúng ta có thái độ tôn kính thiêng liêng đối với tro cốt của người đã khuất, và chúng ta lưu giữ ở một nơi thánh thiêng thích hợp cho việc cầu nguyện. Sau đó, để trả lời câu hỏi của Đức Hồng Y Giuppi, Bộ Giáo lý Đức Tin trả lời rằng một nơi thánh thiêng được xác định và cố định có thể được dành cho việc thu chung lại và bảo quản tro cốt của những người đã được rửa tội đã qua đời, với chi tiết về danh tính của mỗi người để tên của họ không bị quên mất. Do đó, giáo hội chấp nhận việc có thể đặt tro vào một nơi chung giống như các hòm hài cốt, trong khi vẫn lưu giữ ký ức về mỗi cá nhân đã khuất. Để trả lời câu hỏi thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin tuyên bố, thẩm quyền giáo hội phù hợp với các quy luật dân sự hiện hành có thể xem xét và đánh giá yêu cầu của một gia đình về việc lưu giữ một cách thích hợp một phần tro cốt của người thân của họ ở một nơi có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời của người quá cố, với điều kiện là mọi kiểu hiểu lầm mang tính phím thần, tôn giáo tự nhiên hoặc chủ nghĩa hư vô đều bị loại trừ, và cũng miễn là tro của người quá cố được lưu giữ ở một nơi linh thiêng. Trả lời câu hỏi của Vatican Media, Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích rằng
sự can thiệp và đánh giá của cơ quan giáo quyền không chỉ mang tính giáo luật mà còn mang tính chất mục vụ để giúp gia đình phân định những lựa chọn cần thực hiện, đồng thời xem xét mọi khả năng. Vì một số luật dân sự cấm chia cho người quá cố, Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích rằng câu hỏi thứ hai nảy sinh từ cuộc đối thoại giữa các giám mục từ một số quốc gia khác nhau. Câu trả lời của Bộ đã xem xét khả năng này từ quan điểm thần học hơn là quan điểm dân sự, như sau đó đã được giải thích rõ trong câu trả lời. Đức Thánh Cha khẳng định, trong lao động phải quan tâm đến con người hơn là lợi ích cá nhân. Vatican, ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến sự kiện về việc làm do Hiệp hội Kitô giáo Công nhân Ý tổ chức. Ngài đánh giá cao sự kiện về khía cạnh, mong muốn tạo ra một cơ cấu ổn định hoặc thiết lập các kết nối lâu dài, và nhắc nhở rằng trong thế giới việc làm cần quan tâm đến con người hơn là lợi ích cá nhân. Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên của 20 trường đại học ở Roma. Các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với 45 tổ chức và công ty để có kinh nghiệm và số liệu chuyên môn. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, khi đề cập đến thế giới lao động, Ngài hình dung đó là một công trường lớn đang có những hoạt động để xây dựng tương lai. Tuy nhiên, bên trong đó có hai hình ảnh tương phản. Một mặt, người ta có cảm giác sự thiếu vắng việc làm, và mặt khác là sự vội vã chạy đua với công việc. Theo Ngài, cả hai đều không mang lại sự tốt đẹp cho thế giới việc làm. Trước hết, về vấn đề thiếu việc làm, điều này thể hiện một vết thương lớn đối với phẩm giá của con người và những hậu quả gây tổn hại đến các kế hoạch và lựa chọn cuộc sống, như tạo dựng một gia đình và mong muốn có con cái. Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, sáng kiến do Hiệp hội Kitô giáo của các công nhân Ý tổ chức đã động chạm đến tâm hồn Ngài, vì đó là cơ hội để giúp những người trẻ ra khỏi cảm giác bất an, vững tin hơn vào tương lai. Đối với điều ngược lại, một thế giới việc làm với những hoạt động vội vã, căng thẳng, tập trung vào lợi nhuận, Đức Thánh Cha cho rằng tình trạng này khiến công việc trở nên mất nhân tính. Với tình trạng này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không đánh mất niềm hy vọng, bởi vì công việc luôn có một ơn gọi duy nhất và không thể thay thế, đó là hy vọng. Ngài viết, thật vậy, hy vọng không phải là sự lạc quan phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng là niềm tin được tạo ra qua việc xây dựng và tham gia vào công ích. Do đó, việc làm là niềm hy vọng và cách chính để mọi người cảm thấy tích cực trong vai trò phục vụ cộng đồng, vì quan tâm đến người khác là cách tốt nhất để không bận tâm về những điều vô ích. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự kiện về khía cạnh, mong muốn tạo ra một cơ cấu ổn định hoặc thiết lập các kết nối lâu dài. Đây cũng là điều giáo hội quan tâm. Ngài nói, điều quan trọng là cùng nhau suy nghĩ và lập kế hoạch cho lao động. Điều này sẽ thực hiện được nếu ta quan tâm đến con người, chứ không phải lợi ích cá nhân. Ngày nay, cách tiếp cận chung là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề về việc làm. Cuối sứ điệp, Ngài cầu chúc ngày gặp gỡ này mở ra những hy vọng, giúp nhiều người tiếp nhận được vẻ đẹp của lao động xứng với nhân phẩm. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài giáo lý về lòng nhiệt thành tông đồ sau hành trình gần một năm với 30 bài. Trong hành trình này, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta đã được lời Chúa và cuộc sống của một số Kitô hữu, những mẫu mực của lòng say mê loan báo tin mừng, soi sáng cho chúng ta. Trong bài giáo lý cuối cùng về chủ đề say mê loan báo tin mừng, Đức Thánh Cha suy tư về từ Ephata, có nghĩa là hãy mở ra. Đó là câu nói mà vị chủ tế nói khi rửa tội, khi đồng thời chạm vào tai và môi của người được rửa tội. Đức Thánh Cha nói rằng đây là lời mời gọi cởi mở hoàn toàn để đón nhận lời loan báo về Chúa Giêsu và ra đi thi hành sứ vụ. Đức Thánh Cha nói rằng lời mời gọi Ephata hãy mở ra cũng hướng đến các Kitô hữu chúng ta.
Chúng ta hãy để Chúa chạm vào và mở tai của chúng ta và giúp lưỡi của chúng ta không còn bị cảm giác buộc chặt, để chúng loan báo sự hiện diện giải thoát và an ủi của Chúa cho mọi người, đặc biệt là những người đau khổ nhất. Chúng ta hãy mở tai lắng nghe lời Chúa, mở miệng công bố lời Chúa và mở lòng đón nhận tha nhân. Buổi tiết kiến chung được bắt đầu với việc công bố đoạn tin mừng trích từ tin mừng Thánh Marco. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài giáo lý nói về lòng nhiệt thành tông đồ. Trong loạt bài giáo lý này, chúng ta đã để cho lời soi sáng chúng ta để nuôi dưỡng lòng say mê loan báo tin mừng. Lời loan báo tin mừng liên quan đến mọi Kitô hữu. Chúng ta hãy nghĩ đến sự kiện là trong bí tích rửa tội, vị chủ tế nói khi chạm vào tai và môi của người được rửa tội. Xin Chúa Giêsu, đấng đã làm cho người điếc được nghe và người câm được nói, ban cho bạn được mau mắn lắng nghe lời người và tuyên xưng đức tin của bạn. Và chúng ta đã nghe phép lạ của Chúa Giêsu. Thánh sử Marco mô tả rất nhiều về nơi xảy ra sự việc, hướng tới biển hồ Galilê. Những vùng đất này có điểm chung nào? Đó là những nơi phần lớn dân cư sinh sống là dân ngoại. Đó không phải là vùng lãnh thổ có người Do Thái sinh sống, mà chủ yếu là người ngoại giáo. Các môn đệ cùng đi với người đến đó, nơi Chúa Giêsu có khả năng mở tai và mở miệng. Hiện tượng câm điếc trong Kinh Thánh cũng có nghĩa ẩn dụ. Chúng có nghĩa là khép kín trước lời kêu gọi của Thiên Chúa. Có tật điếc thể lý, nhưng trong Kinh Thánh nói đến việc điếc đối với lời Chúa và câm là người không nói lời Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, có một dấu hiệu khác chỉ dẫn cho chúng ta. Tin mừng thuật lại những lời quyết định của Chúa Giêsu bằng tiếng Aramai. Ephphatha có nghĩa là hãy mở ra, nghĩa là các đôi tai mở ra là mở miệng. Và là một lời mời gọi không nói với người câm điếc, là người không thể nghe thấy lời mời này, nhưng chính là dành cho các môn đệ khi đó và của mọi thời đại. Cả chúng ta nữa, những người đã nhận được Ephphatha sự mở ra của Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội, cũng được mời gọi hãy mở cửa, hãy mở ra. Chúa Giêsu nói với mọi tín hữu và với giáo hội của người, hãy mở ra bởi vì thông điệp tin mừng cần bạn để được làm chứng và được công bố. Và điều này khiến chúng ta suy nghĩ về thái độ của người Kitô hữu. Người Kitô hữu phải mở lòng ra với lời Chúa và với việc phục vụ tha nhân. Những Kitô hữu khép kín luôn có kết cục tồi tệ, bởi vì họ không phải là Kitô hữu, họ là những nhà tư tưởng khép kín. Người Kitô hữu phải cởi mở trong việc loan báo lời Chúa và trong việc chào đón anh chị em. Và vì lý do này, Ephphatha, việc hãy mở ra, cởi mở chính mình, là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Ở cuối các tin mừng, Chúa Giêsu cũng truyền cho chúng ta ước muốn truyền giáo này của người. Hãy đi, đi chăm sóc đoàn chiên, đi rao giảng tin mừng. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta hãy cảm thấy mình được mời gọi vì đã được lãnh nhận bí tích rửa tội, làm chứng và loan báo về Chúa Giêsu. Và là một giáo hội, chúng ta cầu xin ơn biết thực hiện một cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo. Trên bờ biển hồ Galilê, Chúa hỏi Phêrô có yêu mến người không, rồi bảo ông chăm sóc các con chiên của người. Chúng ta cũng hay tự hỏi, mỗi người chúng ta tự đặt câu hỏi cho chính mình, tôi có thực sự yêu mến Chúa đến mức muốn loan báo về người hay không? Tôi có muốn trở thành chứng nhân của người, hay tôi hài lòng là môn đệ của người? Tôi có quan tâm đến những người tôi gặp gỡ, đưa họ đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện không? Tôi có muốn làm điều gì đó để niềm vui tin mừng, niềm vui đã biến đổi cuộc đời tôi, cũng có thể làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn không? Chúng ta hãy nghĩ về điều này, về các câu hỏi này, và chúng ta tiến bước với việc làm chứng tá. Cảm ơn anh chị em.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ngài nói, tôi tiếp tục theo dõi cuộc xung đột ở Israel và Palestine với nhiều lo lắng và đau khổ. Tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Ở đó có quá nhiều đau khổ rồi. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi khuyến khích tất cả các bên liên quan nối lại các cuộc đàm phán và kêu gọi mọi người thực hiện một cam kết khẩn cấp để nhận viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Ngài nhấn mạnh rằng người dân Gaza thực sự cần điều đó. Ngài cũng nhắc lại lời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin Israel khi nói rằng hãy để tất cả các con tin, những người đã nhìn thấy hy vọng vào lệnh ngừng bắn vài ngày trước, được trả tự do ngay lập tức để nỗi đau khổ lớn lao này đối với người Israel và người Palestine có thể đi đến kết thúc. Đức Thánh Cha kết thúc với lời kêu gọi, xin nói không với vũ khí và nói có với hòa bình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trần Đình và An Huy xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 62 từ số 214 đến số 216. Mà tôi nhớ lần trước không lầm thì mình đọc về cái gì gọi là việc chuẩn bị cho cử hành hôn lễ đúng không? Đúng rồi. Cậu nghĩ là người ta chuẩn bị hôn lễ và lễ cưới bây giờ như thế nào? Đơn giản thôi, thì thời bây giờ này thì có một số tiêu chí nè. Đầu tiên là phải độc lạ nè, ngay cả có xấu cũng phải xấu lạ. Rồi phải siêu to nè, phải khổng lồ nè. Đại khái là phải làm cái gì đó thật là hoành tráng. Đời có một lần mà không làm uổng. Không không ơi, cái gì mà lần trước tôi nhớ Giáo huấn vui, Đức Thánh Cha nói cái gì khác mà. Ông nhớ gì đâu, Đức Thánh Cha thì cũng ở đời này chứ ngài có nói gì khác đâu. Vậy bây giờ nói tóm lại là ông có nhớ tuần trước Đức Thánh Cha nói cái gì không? Nói chung là cái tuần vừa rồi á, thời tiết Roma lạnh lẽo quá, tôi teo hết cả não rồi, không lạnh cống luôn. Thôi giờ ông mến cho tôi một tí đi, chứ giờ ông mà để tôi mời cả làng ra đám cưới luôn á. Trời, cái thời đại này đâu phải cứ hoành tráng, đâu phải là cứ độc lạ, mời cái là cả làng nó đi đâu. Ông nhận thiệp rồi chả lẽ ông đi không? Không, ông đừng có ảo tưởng ơi, ông tưởng ông ngon lắm mà. Thời nay, tôi nhớ rồi, thời nay là phải có thẻ xanh, giấy chứng nhận F0 đã chữa lành, hoặc là hai liều vaccine đó, đúng không? Thì nó mới đi. Thôi được rồi, để tôi nhắc lại cho ông này, nhắc lần này thôi đó. Tổ chức hôn lễ là phải là đơn sơ và giản dị. Giản dị. Chứ không phải là cái gì mà hoành tráng, độc lạ không? Rồi tôi nhớ luôn, Đức Thánh Cha nói là đơn sơ, giản dị, rồi còn phải đặt tình yêu lên trên tất cả, đúng không? Đúng rồi. Cái đặt tình yêu là cái chốt á. Rồi cái nữa là đó là phải can đảm làm khác với người ta. Tức là ở F0 là cứ mời luôn phải không? Trời. Ủa như sao thì khác với người ta? F0 là toang hết luôn. Có nghĩa là ở đây á, đừng để cái xã hội nó thích hào nhoáng. Thích gọi là hoành tráng này, nó nuốt chửng các con. Rồi tôi hiểu rồi, trời, phải nói là đọc số lần trước sau cả một tuần mà giờ mới hiểu được ý Đức Thánh Cha nói đó. Khôn ra đúng không? Có vẻ là khôn ra rồi, dần dần rồi đó, bắt đầu thông não rồi đó. Như vậy là cái chữ can đảm ở đây tức là can đảm đi ngược lại với tinh thần thế gian, đúng không? Chứ không phải là can đảm theo kiểu là ở nhà làm F1 càng thì cứ đó, mời, đúng rồi. Đâu có phải làm càng, can đảm nó khác nhau mà. Bây giờ ông có vẻ khôn ra rồi đấy. Thì ngày xưa tôi khôn lắm ơi, giờ là đỡ đỡ rồi đó. Khi nãy á, thật ra tôi á, là tôi hiểu lầm Đức Thánh Cha thôi. Tôi nói tôi dùng cái từ làm hoành tráng á, là vì hiểu lầm câu của Đức Thánh Cha. Tôi tưởng ngài nói các con hãy can đảm làm khác với người ta. Là ý là đừng có sợ là hàng xóm nó ganh ghét, mà mình có nhiêu mình bung hết bấy nhiêu. Là hoành tráng mới khác người đúng không? Khác, đọc lạ là vậy. Nhưng mà không ngờ là giờ mới nhớ ra Đức Thánh Cha dặn mình là sao. Đơn sơ nè, dành ưu tiên cho tình yêu này, cái đó mới là cái độc, cái đó mới là cái lạ. Công nhận đó. Bây giờ mình tưởng tượng coi, có một cái lễ cưới nào trong thời đại này mà không có rầm rộ, đúng không? Trong một cái khung cảnh rất là nhẹ nhàng, đúng rồi. Rồi thân tình, rồi gia đình, rồi người tổ chức cũng nhẹ nhàng, mà người đi dự cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi không cần phải là múa máy quay cuồng đúng không? Đúng rồi, mấy cái đó giảm bớt hết đi không? Tiết kiệm tiền để làm gì, nhét phong bì gửi cho nhà cưới. Vừa rồi có một cái cặp vợ chồng mà làm một việc cực kỳ là ý nghĩa. Dùi dạ, có nghĩa là anh chị này á, anh ấy yêu cầu là những người bạn mà tới đám cưới á, thì không có đi tiền, mà là sẽ tặng sách.
À, tao làm miệng phun điếu. Cái tấm tàn, cái lộn. Ờ, cái tấm tàn có mấy tấm tàn như miệng phun điếu á. À, nghĩa là ở đây á là mang sách tới, à, thay vì tiền mà mang sách. À, và tất cả những cái sách mà anh chị nhận được trong đám cưới đó, à, thì sẽ gửi đến vùng cao cho các trẻ em nghèo. Wow. Đó, thấy không? Wow. Độc lạ là chỗ này, giản dị, quan trọng là hướng tới một cái đối tượng yêu thương cụ thể. Ừ, tôi nói thì cũng quá hay. Tôi mà có đám cưới là tôi bắt trước ngay. Mà thiết là tôi không có đám cưới. À, nhưng mà tôi bật mí cho ông này. Ừ, cái số này á, ngày hôm nay này nè, nói tiếp về việc chuẩn bị cử hành hôn lễ. Ủa, vẫn mà, tiếp luôn hả? Đúng rồi, mà còn rất là nhiều chiêu độc lạ nữa. Giờ mình vô mình coi coi được thế nào nha. Chuyện bắt đầu ly kỳ rồi, bây giờ là vô luôn nè. Rồi, số 214 nè. Đức Thánh Cha nói, đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo. Nhận thức được mới lạ, tại vì có học thần học và linh đạo đâu. Mà để coi ngài nói tiếp làm sao ha. Đôi khi những người đính hôn không nhận thức được tầm quan trọng về mặt thần học và linh đạo của những lời ân thuận. À, cái lời ân thuận này là phải biết nè, đó. Những lời vốn làm sáng tỏ ý nghĩa của mọi hành động tiếp theo sau. Con có đồng ý không? Con có tự do không? Con đồng ý thì con tự do. Đúng rồi, phải hiểu được cái điều mà mình muốn nói đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng cần phải nói rõ rằng những cái lời ấy không thể chỉ giản lược trong hiện tại được. Có nghĩa là cả tương lai nữa đúng không? Mà chúng hàm chứa toàn bộ, gồm cả tương lai, cả cuộc sống hả? Đúng rồi, cho đến khi mà cái chết chia lìa các con. Ồ, nghe cái này không những là câu chuyện ly kỳ mà tôi thấy toát mồ hôi nổi da gà luôn nè. Nghe đến cả đời sống bên em mà tôi nản đúng không? Đấy đấy, mà xong rồi lại còn cái chết chia lìa nữa. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Biết bài hát ai sáng tác không? Điều giản dị, nhạc sĩ mới mất xong. Đúng rồi, nhạc sĩ Phú Quang. Nhưng mà đứng ở hiện tại và đã hứa là mình sẽ sống với nhau cho đến khi cái chết chia lìa. Thì đúng, tôi thấy là hơi bị mạo hiểm luôn ạ. Đúng rồi, mạo hiểm, đầy thách đố. Nhưng mà bản chất của lời hứa hôn phối là như vậy. Nếu mà là tớ, chắc tớ phải đi linh thao hết tháng để mà quyết định xem là mình có đi tiếp hay là không. Đúng rồi, phải biết tiên liệu. Nhắm chơi không được, nghỉ. nghỉ trước khi bước vào cuộc chơi. Chứ mà đã đang chơi thì nghỉ nha. Quit game đó, vào một cái là không có đi ra được nữa. À vậy hả? Đúng rồi, có xem phim đó chưa? Chưa rồi, xem. Cái phim đó mới ra của Hàn Quốc luôn đó. Cực kỳ là nổi tiếng, cực kỳ nhiều ý nghĩa nhân văn. Nên xem. Rồi, okay. Vào cuộc chơi là không có lùi lại được nữa. Có sức chơi, có sức chịu, không có đúng số liệu mà chơi. Chơi là chơi tới bến. Bến này chắc là bến thiên đàng. À, mà lúc nãy ông nói ông đi linh thao đúng không? Đúng tôi rồi. Tôi khuyên ông đừng có đi. Đi linh thao xong đi tu thì được. Đi linh thao tôi chỉ khuyên riêng ông thôi, còn tất cả mọi người khác tôi đều khuyên đi linh thao, còn riêng ông tôi khuyên đừng có đi. Tại vì tôi nghi người yêu của ông mà đợi ông ở 30 ngày đi linh thao xong thì biết sao? Giờ thì em đã là vợ người ta, đã là vợ người ta. Ai nghĩ sao chờ Trần Đỉnh đi linh thao 30 ngày. Thôi. Em xin lỗi bởi vì thanh xuân của em qua nhanh quá phải không? Cái gì mà người ta nói rằng cao thủ là không bằng tranh thủ, phải chốt luôn đúng không? Chốt luôn, rồi tính có gì tính sau. Cứ phải chốt đơn đã. Thôi mà nãy giờ mình nói vui vậy thôi, chứ bây giờ mình ngẫm lại thì câu của Đức Thánh Cha nói rất ư là đúng đắn. Sao? Nghĩa là gì? Là ngày mời gọi các bạn trẻ phải hiểu và dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình. Rồi. Tôi thấy là cậu là vừa nãy cậu nói là cậu khôn ra, đến cái chỗ này là tôi thấy là cậu có vẻ đúng. Cậu nhận ra được là tớ khôn, tớ thấy cậu là một người vô cùng thông minh sáng suốt. Giờ chúng ta cùng đọc tiếp xem coi Đức Thánh Cha có chiêu gì để mà giúp giữ lời hứa không. Chứ giờ này cứ mời dạy rồi giờ làm sao. Rồi, nghe tiếp đây nè. Ý nghĩa của sự ưng thuận cho thấy rằng tự do và trung thành chẳng những không đối nghịch với nhau mà còn hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả trong cái tương quan liên vị cũng như trong cái tương quan xã hội. Vẫn còn hơi khó hiểu nhưng mà hiểu sơ sơ rồi, mà đọc tiếp hiểu ra nè. Thật vậy, ngài nói, trong nền văn minh của truyền thông toàn cầu, ở mạng xã hội các kiểu ha, chúng ta hãy nghĩ đến những thiệt hại gây ra bởi sự lạm phát của lời hứa chưa hoàn thành. Trời, cái lời hứa mà chưa hoàn thành, thậm chí là còn có một cái từ gọi là rất đắt ở đây, gọi là lạm phát lời hứa. Đấy, lời nói gió bay đó không? Khái niệm hay quá, lạm phát lời hứa là ngồi tiên tôi nghe, ủa mà lạm phát là cái gì? Lạm phát là cái sự gia tăng hàng hóa liên tục trong một thời gian nào đó. Rồi, giỏi người ta sư học kinh tế hả? Không, học bách khoa thôi, gọi là người ta gọi là kiến thức gọi là phổ thông, hiểu không? Kiến thức phổ thông là ai cũng biết. Wow, ngưỡng mộ. Đó. Ủa mà lạm phát kinh tế gì liên quan gì đến lạm phát lời hứa về tình yêu vậy đây không? Bởi vì bữa nay có những cái thanh niên thuộc cái thành phần là siêu lạm phát lời hứa. Ủa là sao? Có nghĩa là nói một lời xong rồi làm một lẻo. Cậu không nghe người ta nói à? Có được ai hứa bây giờ đâu mà nghe. Chỉ vì người hẹn một câu. Mà ta bỏ lỡ chừng đâu chục người. Hứa với con người ta xong rồi tự nhiên người ta từ chối hết tất cả những chàng trai. Đó là hứa bình thường, chưa kể hứa hôn đó nha. Có biết hứa hôn là gì không? Hứa hôn là gì? Hẹn sẽ hôn.
À, hẹn sẽ hôn. Là gọi là hứa hôn đó. Mà đợi hoài không thấy hôn. Một tháng nữa. Thành ra có nhiều cô gái á, sau này ở với nhau rồi mới trách lại á. Anh đó đã từng hứa yêu tôi đến chết. Rồi đó, ủa thì đúng rồi. Vậy mà bây giờ chưa chết anh đã hết yêu rồi. Nên là Đức Thánh Cha nói là phải hiểu và dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình. Nói chung là sống có trách nhiệm là gì? Nghĩa là đừng nói mà hãy làm. Chuẩn. Đừng huyên thuyên mà hãy hành động. Chuẩn luôn. Đừng hứa nhưng mà hãy chứng minh. Cái này chuẩn nhất nè. Chứng minh đúng không? Chứng minh. Bây giờ coi Đức Giáo Hoàng chứng minh cho coi nè. Ngài nói rằng tôn trọng lời nói, trung thành với lời hứa là điều người ta không thể mua hay là bán được. Đấy. Mà chúng ta không thể tự áp đặt bằng vũ lực được. Nhưng mà cũng không thể giữ được lời hứa nếu mà không có hai chữ. Dễ. Biết ngay. Chữ gì? Ngay và luôn. Trời. Ngay và luôn nó chỉ nói đến cái trạng thái tức thời thôi. À, vội vàng hơn. Nói vội đồ. Cái tinh thần ở bên trong mới là quan trọng. Tinh thần gì không? Hai chữ ở đây là hy sinh. Wow. Giữ được lời hứa là phải hy sinh những điều mà mình dự định này, hy sinh những điều mà gọi là mình ấp ủ, sống cho người khác. Trời ơi, mà ông có nhớ từ cái hồi mà Giáo Huấn Vui mới vừa ra mắt là ông có hướng dẫn tôi đi ăn kem mà ông nhớ không? Bao nhiêu bạn nghe đài nghe nè. Trời đúng ha, đúng tôi quên đó. Đúng chứ còn gì nữa trời, bao nhiêu là khán thính giả nghe chứng kiến comment vô luôn, kêu thầy Định dẫn thầy Huy đi ăn kem đi. Nhưng mà ông biết sao không? Ông cha ta đã nói rồi. Nói gì? Ai cũng giữ lời hứa. Nếu mà họ còn nhớ là họ đã hứa những gì. Thôi ông ơi, nói vậy là ngụy biện cho cái vụ quên dẫn tôi đi ăn kem của ông thì được. Chứ còn áp dụng vào đời sống công nhân là không ổn nha, toan toan. Còn ý ông muốn nói ở đây là phải thường xuyên nhắc nhở đúng không? Nhắc nhở, hôm đó hôn nhân là có người làm chứng nữa chứ. Quên thì hỏi lại người làm chứng. Lúc hứa là có người làm chứng rõ ràng mà. Đúng rồi, cái là những cái tương quan liên vị, tương quan xã hội là phải đấy, giúp đúng không? Đấy, giúp. Để giúp cho bạn trẻ là phải nhớ được mình đã hứa những cái gì. Thời nay quên lên YouTube luôn. Tại vì đám cưới nào thời nay cũng livestream YouTube hết trơn. Đúng không? Luôn, trời, trời ơi. Phải lo, nên không có cái lý do nào ngụy biện những cái việc quên lời hứa được. Đúng rồi, mà bây giờ ấy, tôi thấy này, cái thời kỳ khó khăn mà nghe tới lạm phát là tôi đã thấy sợ rồi. Ờ đúng rồi á. Bình thường mà nói lạm phát là tôi nghĩ tới tiền. Lạm phát tiền, đúng không? Đúng rồi. Đồng tiền trượt giá. Ở đây Đức Thánh Cha đã nói đến lạm phát lời hứa chưa hoàn thành, cho nên tôi nghĩ đến cái chuyện là cái này chính xác ở đây rồi, lời hứa gọi là mất giá. Đấy, lời hứa mất giá. Gọi là hay nói khác là trượt giá. Đó. Vậy nên để không lạm phát thì câu chốt của Đức Thánh Cha rất ư là quan trọng, đó là không thể giữ được lời mà không có ngay và luôn hy sinh không? Hy sinh, đúng rồi. Không thể giữ được lời hứa mà không có hy sinh. Trời, toàn toàn vừa mới đọc xong mà tôi thấy mới chuẩn bị hôn lễ thôi mà có vẻ căng thẳng quá, phải hy sinh rồi. Cái này không phải là chướng ngại vật đâu ạ, mà là mách nước cho tương lai thôi. Ủa vậy hả? Hạnh phúc thì luôn đi đôi với sự hy sinh. À. Nó mà cái sự hy sinh nó là cái tình yêu mà mình dành cho người khác. Và từ đó thì cái sự hy sinh nó mới dẫn tới hai chữ gọi là hạnh phúc. À, tôi cứ nghĩ ông nói là từ đó sự hy sinh dẫn đến hai chữ là bỏ mạng. Mà bỏ mạng đây có nghĩa thiêng liêng đó không? Tức là như nào? Là hy sinh từ bỏ cái gì mà gắn bó với con người mình nhất. Coi như là tính mạng của mình á, chứ không phải bỏ mạng theo kiểu là nó bắn cái bằng cái rồi bỏ mạng đâu. Nhưng mà tôi thấy là càng ngày ông càng gọi là hết sức chí lý, chí tình và là chí tiếp. Chí tiếp là sao? Là cậu đọc tiếp để có thêm cái ý nào nữa không? À, để có thêm chí nào nữa không, phải không? Và có một chí nè, số 215. Các giám mục Kenya, không biết Kenya ở đâu không? Kenya nó nằm ở miền Bắc Châu Phi á. Nói chung là cũng được, không uổng công là học tốt nghiệp học bách khoa. Các giám mục Kenya đã nhận xét rằng nhiều đôi vợ chồng tương lai vì quá tập trung vào ngày cưới mà quên đi họ đang phải chuẩn bị cho một sự dấn thân kéo dài suốt cả đời. Đúng rồi, cái này là lo ngắn mà không cắn dài. Đấy, không nhìn xa trông rộng. Rồi, và Đức Thánh Cha nói rằng cần phải giúp họ hiểu rằng bí tích không chỉ là một khoảnh khắc để rồi sau đó nó lui vào quá khứ và nó trở thành một cái gì đó gọi là kỷ niệm. Đấy. Mà bởi vì bí tích còn ảnh hưởng thường xuyên và xuyên suốt trong toàn bộ cuộc sống hôn nhân. Chứ không phải là làm xong lễ cưới xong rồi check-in tắm tại nhà thờ xong rồi selfie tắm với cha xứ là như xong. Đúng rồi. Mà ông biết sao, tôi sợ nhất là những thành phần gọi là giả hình. Giả hình gì đâu ông, chụp người ta chụp hình thật không? Hình thật chứ không phải hình giả. Không không ông ơi, cái này gọi là ngoài thì giả nai mà trong thì giả tạo. Nó gọi giả hình. Ok, hình giả thì ok nhưng mà giả hình là căng. Đó. Bên ngoài thì thơm thức chụp hình, bên trong nham hiểm, bất bình đưa lên Facebook á, đó thôi. Cho nên quý vị nghe Giáo Huấn Vui quý vị thấy vui vậy thôi đó nha, chứ quý vị đừng có nghĩ vội quá là Trần Đỉnh và anh Huy rất là thân với nhau nha. Bên ngoài thân thất nó cười vậy thôi á. Thôi đi ông đừng có mà gọi là xấu mà còn hư cấu, nói nhảm mà không biết mặc cảm. Thôi không nói nhảm thì tôi biết mặc cảm rồi. Thôi trở lại Đức Thánh Cha.
Rồi, ý nghĩa truyền sinh của tính dục, của ngôn ngữ, của thân xác và những cử chỉ tình yêu, nó bày tỏ trong lịch sử của một đôi vợ chồng. Và nó trở thành một cái tiếp nối không có tính gián đoạn của một ngôn ngữ mang tính phục vụ. Đời sống vợ chồng mà gọi là phục vụ luôn á hả? Đúng rồi, một nghi thức. Nghi thức đấy có sự hiện diện của Chúa thì gọi là phục vụ đúng không? Quá ý nghĩa luôn. Có nghĩa là thờ phượng Thiên Chúa. Mà nghĩ ra là đời sống được đời sống vợ chồng với nhau có khác nào một thánh lễ không? Rồi chúng ta hết số 215. Nói chung nói đi nói lại là tôi kết chức câu cuối. Đức Thánh Cha nói là hiểu theo một nghĩa nào đó thì đời sống vợ chồng trở thành phụng vụ. Đó, cái này tôi nói luôn với cậu luôn. Câu này là trích từ Thánh Gioan Phaolô II, nói trong giáo huấn ngày 4 tháng 7 năm 1984. Quá dữ, hôm đó đi nghe hả? Không, cái này là trong lịch sử, trong lòng bàn tay đó. Chứ 84 là lúc đó Trần Định chắc trên thiên đàng. Cái gì ở đâu ở đây mà nghe Thánh Cha nói. Nhưng mà ở đây có nghĩa là không còn một ngôn ngữ nào hay hơn nữa. Thánh nói, Thánh đúng nói rồi, Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô làm thánh rồi. Đúng rồi, mà Thánh nói là không còn gì hay hơn nữa đúng không? Bây giờ cậu qua số mới dùng tớ cái. Đúng rồi, Thánh nói thì hay. Mà Thánh chém là không ổn nha. Hai cái phân biệt nhau nha. Rồi số 216. Đôi bạn Đức Thánh Cha khuyên cũng có thể suy niệm các bài đọc Thánh Kinh và làm phong phú thêm hiểu biết về ý nghĩa của những chiếc nhẫn cưới mà hai người trao cho nhau, cũng như là những dấu chỉ khác trong nghi thức. Nghĩa là trước khi mà tham dự cái phụng vụ ngày hôm đấy thì là các bạn là phải đọc trước Thánh Kinh, đúng không? Nhưng mà kiểu gì thì nói thì tớ thấy Đức Thánh Cha vẫn rất chuẩn trong cái câu nói này. Nghĩa rằng nếu mà đôi bạn trẻ đến với lễ cưới của chính mình có nghĩa là một lần trong đời thôi mà chưa cùng nhau cầu nguyện, mà là cầu nguyện với nhau như vậy đó, và cầu nguyện cho nhau nữa. Cầu xin cái điều gì? Cầu xin Chúa giúp cho mình để được sống trung thành này, sống quảng đại này. Rồi hỏi Chúa là: Chúa ơi, Chúa chờ đợi gì nơi con đây? Và con phải làm gì để dâng hiến cuộc đời mình cho cái người bạn của mình? Rồi sau đó thì cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha nói những ai đồng hành với đôi bạn trong khi chuẩn bị hôn nhân nên hướng dẫn họ để biết sống những giờ phút cầu nguyện này, vì đó là điều rất tốt cho họ. Cái đó trong Linh Thao ấy, Thánh Nhi Nhã gọi là chuẩn bị gần. Gọi là chuẩn bị tiền hôn nhân đó. Đúng rồi. Tức là chuẩn bị tiền để mà tổ chức đám cưới á. Trời. Cái này chuẩn bị trước hôn nhân, chính xác trước là, trước cái phụng vụ lễ cưới ngày hôm đấy. Đó. Và Đức Thánh Cha nói rằng phụng vụ lễ cưới là một sự kiện gọi là độc đáo, sự kiện duy nhất trong cuộc đời của con. Vì vậy đó là một nghi lễ mà phải được sống trong bối cảnh của gia đình và xã hội. Duy nhất nha các bạn, sự kiện duy nhất đó, chứ không phải là sự kiện đầu tiên đâu. Nhiều người lên Facebook kêu là do lần đầu tiên em tổ chức lễ cưới cho nên là xin các bác có gì sai sót thông cảm, lần sau em rút kinh nghiệm hơn. Căng đó nha, căng lắm á. Nói vậy là dễ xa nhau lắm. Xa nhau lắm đó. Và Đức Thánh Cha nói một trong những dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giê-xu đã làm tại tiệc cưới Cana là rượu ngon của phép lạ của Chúa làm cho một gia đình mới khai sinh thêm niềm vui, và rượu mới của giao ước của Đức Kitô với con người, của người nam và người nữ trong mọi thời đại. Và trong dịp này thì vị chủ tế, nghĩa là linh mục đó, thường có cơ hội ngỏ lời với một cộng đoàn gồm tất cả những người mà đôi khi những người này thì phải thật sự nói là ít có cơ hội để tham dự thánh lễ. Đấy. Đây là cơ hội để mà gọi là gửi lời đến họ. Đúng rồi. Hoặc là những cái người thuộc giáo hội Kitô khác, hoặc là một tôn giáo khác. Đấy. Thường là họ cũng đi lễ cưới đó không? Đúng rồi. Bởi vì không cần phải tôn giáo, công giáo gì đâu. Bạn cưới là đi. Đúng rồi. Bởi vì nó mang tính xã hội mà. Và đây thực sự là một cơ hội quý giá để gọi làm gì? Loan báo tin mừng của Chúa Kitô và cái giá trị tình yêu của những người Kitô hữu. Đó. Hay chứ, đúng là một cơ hội quý giá. Có lần tôi nhớ tôi đi lễ cưới, xong có cái cô kia cổ cứ đập anh, hôm nay em đi cưới bạn em mà không có đạo, khi nào quỳ anh em quỳ nha, khi nào phải đứng lên anh em đứng lên nha, rồi anh lát em có được lên ăn bánh không anh? Đấy, rồi sau đó thì cô ấy có xin số điện thoại của cậu không? Không xin số điện thoại, em xin email. Rồi cậu có tiếp tục dẫn đưa người ta vào đến cái gọi là bến bờ hạnh phúc không? Không, tôi gửi ngay cái link của Facebook của Vatican News tiếng Việt á, có gì lên đó lên đó coi, like, subscribe thoải mái. Ông gọi là cái này là ông đem con bỏ chợ chứ gì nữa. Vậy con bỏ chợ, cái này gọi là chọn mặt gửi vàng. Tôi tin tưởng Facebook Vatican News tiếng Việt lắm, tôi mới gửi người thân bạn bè tôi đến chứ không. Nói chung là cũng tạm ổn với cách gọi là giải thích như thế. Và hết số 216 này thì và nguyên kỳ này tôi thấy Đức Thánh Cha nói về cái gọi là cẩm nang chuẩn bị lễ cưới. Thành ra nếu có ai mà đang nghe giáo huấn vui mà sắp làm đám cưới, kể cả trong mùa dịch luôn, hay là sắp phải tư vấn hay là giúp người khác chuẩn bị hôn nhân, thì nên đọc hoặc là nghe cẩm nang này. Đó gọi là tông huấn niềm vui của tình yêu, và không có dài lắm đâu, từ số 212 đến số 216 thôi.
hoặc là giáo huấn vui 2 kỳ liên tiếp, số 61 và số 62. Đấy, rất cụ thể, rất ư là công giáo luôn. Và cũng rất là thực tế, đỡ tốn kém tiền bạc này, sống giản dị này, mà lại đầu tư hiệu quả cho tình yêu lâu dài. Đấy, đúng không? Tình yêu đơn sơ, chân thành, giản dị, như là lời bài hát của nhạc sĩ vừa lúc đầu mình nhắc đến đó. À, nhạc sĩ Phêrô Phú Quang. Vâng, và sau đây Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài hát Điều Giản Dị của cố nhạc sĩ Phú Quang. Với thông điệp là chúng ta hãy sống tình yêu thật là giản dị. Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi đăm đăm trời cao. Em mong manh tựa rừng cây chuột rời lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyên mãi không nguôi. Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, không giản dị, thứ cha giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu. Vâng, càng xa em ta càng thấy yêu em. Đây là lời không phải của chúng tôi hát, nhưng mà là mách nước cho các bạn nam cũng như nữ, dành cho cái người yêu của mình, người cho người bạn đời của mình. Nghĩa là giữ người yêu thương của mình ở trong tim. Và đã ở trong tim rồi thì dù có xa đi đâu chăng nữa thì cũng vẫn sẽ ở đó. Còn chúng tôi tìm giáo huấn vui thì càng xa quý khán thính giả. Đặc biệt là cái mùa hè vừa rồi 3 tháng không có giáo huấn vui, đúng rồi, là về là càng thấy yêu quý khán thính giả sao trong tim mình rồi. Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.